Chào các bác, em là Hiếu Tô. Hôm nay em có nhận sửa màn hình của chiếc xe Jaguar. Nó đang có biểu hiện bị ố màn này. Các bác có thể nhìn thấy này. Này, ố màn này. Nó đang bị hỏng phân cực nhé. Đây là do thời gian lâu nó sẽ bị hỏng như vậy này. Nếu mà các bác có nhu cầu sửa thì có thể mang đánh xe đến để em trực tiếp tháo ra kiểm tra và sửa chữa. Còn nếu bác nào ở tỉnh lẻ thì sau đây em sẽ hướng dẫn các bác tháo chiếc màn này ra để gửi về cho em kiểm tra và sửa chữa. Đầu tiên các bác muốn tháo chiếc màn này ra, các bác cần cái móc như này, như em đây. Còn là một cái cậy nhựa này. Đây này em đã tháo sẵn ra cho nó dễ thao tác. Chiếc màn này rất là dễ tháo thôi, tại vì nó toàn cá mà. Đây, các bác cho cái móc của này, cái cậy nhựa vào xuống này. Kéo đều hai mé hai bên này ra này. Kéo kênh nó lên xong rồi cậy nó ra, cậy chiếc màn này ra này. Đây. Cậy nó ra, nó chỉ có mấy con cá nhựa xung quanh này thôi. Các bác cầm kéo ra là được. Tiếp theo là các bác tháo ốc đây giúp em nhé. Đây, bốn con ốc ở trên cái chỗ này. Đây, cái này em đã sẵn ra rồi. Tháo ở trên cái ổ mặt CD này có bốn ốc ở dưới này. Các bác cần nó là ốc hoa thị các bác nhé. Các bác cần con cần cái bộ hoa thị như này để tháo nó ra. Sau khi tháo ra thì các bác kéo cái mặt ổ cư này ra, rồi các bác tháo bốn con ốc xung quanh cái màn này ra này, tháo bốn con ốc xung quanh ra, là các bác có thể tháo được cái màn ra rồi. Con này rất là dễ tháo. Tôi sẽ tắt xe đi, phát sinh vấn đề gì. Khi tháo cái màn này các bác nên tắt xe đi nhé, để đảm bảo tránh không phát sinh lỗi gì. Ok, đây các bác chỉ việc nút rắc là ok rồi. Đây. Mỗi cái rắc là nó có một con cá nãy nhựa này, các bác ấn xuống là kéo nó ra. Ok. Ok, trên đây này em đã hướng dẫn các bác tháo xong chiếc màn hình ra rồi. Nếu các bác có bất kỳ vấn đề gì về sửa chữa đầu đĩa màn hình ô tô, hãy gọi đến số Zalo em ghi ở trên góc màn hình. Cảm ơn các bác đã xem được.